Ngày 22 tháng 6, sở thú Chester tại Vương quốc Anh đã chứng kiến khoảnh khắc hai con rồng Komodo nở ra từ trứng. Đây là lần đầu tiên sở thú Chester nhân giống thành công từ một cặp rồng giao phối trong điều kiện nuôi nhốt. Rồng Komodo là loài bò sát đang nằm trong danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ nguy cấp. Chúng được tìm thấy trên một số hòn đảo nhỏ ở Indonesia, nơi các chuyên gia cho biết chỉ còn khoảng 3.000 con. Đây là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, chúng có thể dài tới 3 mét, nặng hơn 70kg và sống tới 30 năm. Hiện cặp rồng con mới nở nặng khoảng 74g và dài 40cm. Các chuyên gia tại sở thú cho biết những con rồng có nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động của con người làm chúng mất môi trường sống và một phần do biến đổi khí hậu. Cặp rồng con mới nở sẽ được tham gia một chương trình nhân giống bảo tồn cực kỳ quan trọng.